thức. Mọi người vẫn ăn thức luôn. Ôi, tưởng là mọi người đi ngủ hết rồi cơ ấy. Trời ơi, nằm chán. Thế là thử bật livestream xàm với mọi người bên này. Đang mất ngủ mọi người ạ. Đang bị mất ngủ. Phải dùng filter bởi vì là em không make up mọi người ơi. Giờ này skin care hết rồi, các thứ xong hết rồi. Đi ngủ rồi, đánh dưỡng môi các thứ rồi. Không make up. Livestream vui vui mọi người, 5-10 phút xem. Lâu lâu không like Instagram ấy. Chị cười xinh đế cảm ơn nha. Mọi người comment từ từ nhá để em đọc nhá. Bên em từ hồi học cấp 3 Phan Đình Phùng. Sao giờ này chưa ngủ vậy? Chị ơi, chị còn váy 2 dây be không? Váy 2 dây be là váy 2 dây nào ta? Mọi người nhìn này. Mặt đang không make up, không có mascara, không có kẻ mắt, không có kẻ lông mày, không có các thứ. Mụn nữa chứ, trời ơi. Chị có chị muộn gì? Đúng không mọi người, có phải những cái người mà những cái buồn, những cái người mà thức muộn thế này là đang buồn à? Mọi người có buồn không? Nói giọng miền Nam đi chị. Thử nhá, thử. Bây giờ thử xem nói giọng miền Nam như nào. Mọi người cho thử một câu gì đấy để nói thử đi xem nào. Một cái câu gì đấy để nói thử miền Nam. Ôi cảm giác giống Phương Anh hồi cấp 3 quá. Đây mọi người. Chúng ta cũng nhiều người thức muộn ghê ha. Không ngủ được mọi người ạ. Không có ngủ được đâu á. Mọi người không đi ngủ cũng đang xem live rất là nhiều. Chị mặc áo 2 dây đẹp lắm. Ôi. Hello mọi người. Nói giọng miền Nam. Không biết nói câu gì để nói giọng miền Nam ý. Em không like game sao? Dạ, like game hôm nay em không có like ạ. Thích con gái giọng Hà Nội. Em thì lại em lại thích thích là giọng các bạn ở trong miền Nam. Giọng nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Chị Phương Anh sinh năm bao nhiêu? Phương Anh sinh năm 1997 nhá. Sinh năm 1997 luôn đấy. Em chơi game gì? Em đâu có chơi game gì đâu mọi người. Hello. Mọi người đều bảo là online giờ này chắc là có nhiều nỗi buồn. Chưa mọi người ơi, mình vẫn đang thức khuya thế chị nhỉ. Nói chung mấy hôm nay có chuyện không vui, thế nên là ngủ khá là muộn. Chị Vương Anh có tuyển phi công không? Không biết chia sẻ với mọi người chưa? Gả em gả chị cho em đi. No 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 no. Uyên đang tuổi học nha. Uyên đang tuổi học không. Khổ lắm mọi người ạ. Trời ơi. Đang là để mặt Nguyên y bản đấy. Đánh được mỗi tí son dưỡng mà thôi đấy. Chứ
Này mọi người, không có mascara, không kể mắt, không kể lông mày luôn. Hôm trước thấy chị ăn phở ở trong Ngũ Xã. Ừ, nhà chị ở gần đó, với cả chị cũng hay ăn phở ở đấy. Thấy sao không gọi, mọi người phải gọi chứ. Nhà em có bán rượu không mà anh nhìn say quá. Bằng tuổi em gái, em bằng tuổi em gái chị luôn đấy. Giọng gái bác nghe thật là chất lượng vãi. Em về Hà Nội nhé mọi người. Răng khởi nhá, em chuẩn bị đi niềng răng rồi. Thế nên là những cái ngày cuối cùng mọi người sẽ được nhìn em với bộ răng này. Giống hồi Phương Anh làm điên đảo các trang page trai xinh gái đẹp những cái hồi ngày 2013. Nhưng ở ngoài xinh hơn. Ở ngoài thật ra trông chị nhỏ hơn thôi. Ở trên live stream trông nó hơi tròn tròn. Gái Bắc chửi nghe mới hay nhé mấy anh em. Sao lại là bảo chửi hay? Chúng ta có một cái miệng xinh thì chúng ta sẽ phải nói những lời tốt đẹp chứ không có được chửi bậy nha. Chị thức khuya coi chừng xấu đó, tranh thủ ngủ xíu chị nha. Giọng chị nghe hay á, thế thì mọi người muốn Vương Anh nói gì? Mọi người muốn Phương Anh nói gì? Chị sinh thế này thì thức tới sáng vẫn sinh nhà mẹ em. Mai á, phải đi học sớm đấy. Ngày mai là phải đi làm sớm rồi kiểu mọi người. Bình thường nhá là sẽ phải dậy lúc 8 giờ. Sau đấy thì sẽ make up, làm tóc, sau đấy đi làm. Từ từ đọc từng cái một. Chị ơi đừng niềng răng. Ô nhưng mà chị thèm niềng, chị thèm răng, chị thèm răng đều quá. Mọi người có vẻ rất là thắc mắc về cái chuyện cuộc sống gia đình riêng của Phương Anh. Hôm nào hẹn mọi người hôm nào tâm trạng một chút thì Phương Anh sẽ chia sẻ hết nhé mọi người nhá. Nhưng bây giờ thì chưa phải là thời gian thích hợp để chia sẻ. Em định đi ngủ mà thấy chị like chắc thức tới sáng. Phương Anh có dự định mở một local brand không? Cái đấy mọi... Không, cái đấy Phương Anh chưa nghĩ đến. Hiện tại là đi làm á, vẫn là đang tích lũy cho mình rất là nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Đúng rồi mọi người ạ, Phương Anh sẽ niềng răng trong suốt, hay trong suốt đó chứ không có. Hôm nay đang làm mẫu livestream cho một thương hiệu thời trang á mọi người. Đúng rồi, chị biết là sẽ có quầng thâm mắt nhưng mà chị không có ngủ được, không ngủ được, suy nghĩ nhiều á, mấy nay suy nghĩ nhiều. Khóc nhiều. Chị thử trừ tục em nghe đi. Không được. Mấy cái lời hay không hay ho đó chúng ta nào, chúng ta sẽ không nên nói ra. Miệng xinh thì phải nói ra những điều tốt đẹp. Chứ vô học thì vút mốt đấy. Thích nghe giọng của con gái Bắc ghê. Cảm ơn mọi người nha. Thương hiệu nào để em cho xin trang page
Thôi, vào đấy em trông không có được xinh cho lắm, làm sao để dưỡng môi căng mọng như chị? Bôi kem dưỡng môi ấy mọi người, son dưỡng môi Dior. Ủa, đi ngủ không mặc đồ ngủ thì mặc cái gì chơi mọi người? Đi mặc váy ngủ mà. Mặc váy ngủ đó. Chị có tin em đấm chị bằng môi em không? Đấm luôn nè. Có một cái câu bé buồn cười nghe ha. Công nhận dùng iPhone Pro Max. Công nhận dùng iPhone Pro Max mua ở thế giới di động. Cô la chị nét thật, gọi một pha PR kinh điển á. Người nghĩ đi ngủ chưa? Lâu lắm mới lên like ở trên Instagram đấy. Chị dùng kem tay ở bên em ok không ạ? Cảm ơn Aroma Attraction nha. Đã từng gặp bạn này ở HM Nguyễn Chí Thanh. Wow. Sao mọi người gặp mình ở ngoài mọi người không gọi không chào trời. Chị xinh thế này xứng đáng có 10 người yêu. Em ghét chị vì bố, em bảo ghét của nào trời trao của đó. Ôi thề luôn, toàn caption giả thính thế này. Ui em có cái nhân giống người yêu mình ghê. Cái nhẫn ấy hả? Chị giả thính vài câu đi chị. Chào Ad nắng. Ơi đừng live stream nữa, là em đi chia sẻ về hình xăm của chị đi ạ. Hình xăm ở đây á, hình xăm ở đây á, thế mọi người luôn. Một thời trẻ trâu của mình nên đừng ai nhắc về cái hình xăm đó. Bây giờ không có dám khoe nữa. Em theo dõi chị từ năm chị 18, sau 2 năm chị vẫn thế. Không, ở ngoài thì ở ngoài chị không có được trẻ như trên hình. Cùng tên với em gái anh mà xinh cũng y chang luôn. Để ảnh chị làm lock screen bao lâu mà bây giờ mới biết là chị. Ô thế á? Chào cô gái Hà Nội đang làm việc thấy like vào nhà ngồi xem luôn. Khóc nhiều sưng mắt rồi đó cún à. Hôm nay chiều đây em cũng ngồi khóc nguyên cả một buổi chiều đấy. Hát nghe chơi đi chị. Ôi đừng bảo người hát giờ này, đừng bảo người hát giờ này, trời ơi. Cảm thấy Phương Anh trên Instagram khác hẳn trên Facebook. Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy là đôi khi ở trên Facebook live á thì sẽ là do chúng ta sẽ phải làm việc, đấy là công việc, nên có những ngày buồn ơi là buồn, nhưng mà vì công việc lên live vẫn phải có một cái tâm trạng rất là gọi là vui vẻ và sung á. Nhưng mà hôm nay tâm trạng buổi đêm rất là buồn, suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều nên nên có lẽ là mình sau này chị Uyên ngủ rồi à chị? Ngày xưa em bị lừa tình trên Zing Me vì chúng nó xét đã vào mặt chị. Ôi ngày xưa chị bị fake nhiều lắm, cho đến thời điểm hiện tại vẫn bị fake á. Từ ngày có tích xanh xong đỡ hẳn. Chị cao và nặng bao nhiêu vậy? Chị cao 1m6 và nặng 45 kg. Chị hôn một cái nữa là tối nay em bỏ ngủ. Hôn cái nữa nha. Hôn cái nữa nha. Ngày xưa em là ép nắng mà, đúng rồi ạ.
chồng chị bao nhiêu? Mọi người đoán xem. Số đáp án của em bao nhiêu? Cho mọi người đoán thử. Quả Avatar thời Dinh Mi. Cái Avatar thời Dinh Mi đấy ai cũng bảo mình mà mình không biết là Avatar nào mọi người. Sao như mới khóc xong ý nhờ. Tại vì là không make up mọi người. Không make up nên là mặt hơi sưng. Mình đi làm rồi, trời ơi. Mét 6 tin được không? Thật mà, Phương Anh Thao có mét 6 thôi. Ôi trời ơi, gì mà vòng 1,86 ạ. Vòng 1 em mà 86. Thì đây là một niềm hạnh phúc của em. Rất tiếc, không có phải. Và ngày xưa chụp hồi đi học em không nhớ các bác. 7, 8, 6, 3, 90. Ba vòng của em là 79, 63 và 90, 91. Đấy. Hoặc thỉnh thoảng nó sẽ rung di sang 79, 64, 90. Đấy. Nó chỉ tầm thế thôi. Nói chung là người số đo không có chuẩn đâu ạ. Mọi người comment nhiều không đọc kịp. Tập gym ở đâu vậy? Cho xin địa chỉ qua tập được không? Có tập gym đâu mọi người. Vẫn nghỉ tập rồi. Nếu có người là ai chị có đi tham gia không? À, có luôn. Tham gia luôn. Mà lúc đồng tiền có đây đây đây. Bật sáng cho mọi người nhìn. Mà lúc đồng tiền đấy. Mai nhớ ăn sáng rồi đi làm nha cún. Dạ em nhớ. Xưa xinh thế nào giờ thì vẫn xinh nguyên vậy. Thôi cố gắng duy trì như này. Chứ đừng như mấy chị em hot girl với mấy boss có tí tiền chỉnh dưới ép mặt. Thật ra là mỗi người quan điểm về cái vẻ đẹp xinh khác nhau. Nhưng mà hiện tại thì em cảm giác như em cũng chưa có nhu cầu sửa gì trên mặt lắm. Trừ cái việc là em muốn niềng răng ra thì chưa có nhu cầu chỉnh gì, chưa cắt mí, chưa làm mũi, chưa làm cằm đó. Mình thích bạn lắm nhưng mình buồn quá, chúc bạn ngủ ngon. Ok, chúc bạn ngủ ngon nha. Chị ở Sài Gòn hả chị? Không, chị không ở Sài Gòn. Chị ở Hà Nội. Thích tự nhiên. Bà Phương Anh nhiều bộ ảnh đẹp ghê, phát huy thêm nhiều bộ bá đạo hơn nữa bà nhà. Ngủ muộn quá đi, ngủ trước khi tôi chém chị. Hello em gái. Làm gì mà không ngủ đấy. Ủa, cái bạn Hoàng Mạnh 1989 comment rất là luyên thuyên á. Comment như kiểu là nằm ở gần giường nhà mình á. Kiểu bị vô duyên ấy. Mấy bạn dưới 18 tôi không ngủ đi, chị lại thất lại chứ. Đúng rồi, Phương Anh sẽ niềng răng trong suốt nếu như mà được niềng răng. Ow. Chị thử mặc kiểu công chúa đi, thỉnh thoảng á cũng có mặc công chúa mà. Nhưng mà
Đúng rồi mọi người ạ, nếu như niềng răng thì phải sẽ nhổ bớt răng đi. Sẽ rất là đau, nhưng mà vì đẹp thì mình sẽ cố gắng. Chị đừng sửa gì nhé, chị xinh đẹp lắm rồi. Ừ, hiện tại thì chị sẽ chưa sửa gì hết. Chị nhắn tin với anh nào mà đánh phím nhanh thế? Mặc công chúa thực ra là cũng không phải style của chị, không phải là style của mình, kiểu công chúa công chúa. Chị hay đăng ảnh trên BSBG đúng không? Thỉnh thoảng thôi chứ có hay đăng đâu. Thỉnh thoảng thôi à. Hôm trước thấy chị ở cầu Trung Hòa. Lúc nào? Mình đi qua cầu Trung Hòa ư? Rose Life vậy mọi người. Những người thức khuya và dậy trễ là những người thông minh đó chị. Thế à? Ra là thế à? Ra là những người à? Ra xin hụt nước nha mọi người à. Ra xin hụt nước. Thỉnh thoảng vào kéo tương tác thôi mà. Vâng mọi người, thỉnh thoảng livestream kéo tương tác một tí. Thôi đi ngủ nha mọi người nhá. Muốn làm người yêu của chị mà bố em không cho. Thôi mọi người đi ngủ nha. Bây giờ ta livestream đi cho mọi người đi ngủ. Mai đi làm á, mình cũng sẽ đi ngủ. Đi ngủ, mai đi làm sớm. Ôi, nghĩ đến cảnh mai. Ơ, live 3K một lúc lận á. Ngày mai phải 3K một lúc lận á mọi người ơi. Thế nên là chúc mọi người ngủ ngon. Good night. Chúc mọi người ngủ ngon. Bây giờ Phương Anh sẽ đi ngủ. Và mai sẽ phải live 3K lần. Hy vọng ngày mai tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn. Bye bye mọi người. Hôm nào vui vui á thì tối lại lên livestream chém gió với mọi người nha. Good night. Ủa, chữ kết thúc ở đâu ta?